nha. Hôm nay em dẫn các bác đi chơi chơi nha. Các bác thấy hay thì cho em một like, một share, một subscribe nha. Chia sẻ giùm em. Dạ, cảm ơn các bác. Các bác nhớ đăng ký ủng hộ kênh cho em để em có động lực em làm những video hay cho các bác nha. Các bạn thấy không, trời trời giành nhau dễ sợ không, quá trời luôn ha, vừa hàng vừa đổ xuống giành nhau dễ sợ luôn. Không bắt ồ không bắt được gì. Năm đồng đĩa các bác đi game. Đây máy cắt cỏ. Máy cắt cỏ cầm tay. Máy cưa. Chết lo Yamaha. Cái YouTube Sony đẹp quá. YouTube Sony vậy quá trời đồ chơi các bạn, đồ chơi nhiều lắm.
No, porque cuando la cosa es que si no me lo iba a dar a mí, no me hubiera avisado ayer. Esa es la cosa. Sí, no, es que toda la gente, mire, pues muchos vienen, sí. Muchos vienen. ¿Quién quiere que haya? Me dijo que se me cae el carro. Yeah, no, I'd rather go. Máy Makita đây. Ta đang đợi hàng xuống đó các bạn. Đang đợi hàng xuống. Thank you.
Dán chữ Coca-Cola. Xe đạp cổ. Rồi xe đạp cổ. Trang. Như đồng hồ cổ. Hộ cho từng cổ thôi các bác, 20 đô. Chiều tường cổ 2 lỗ, có đầy đủ chìa khóa hết. Hai lỗ. Bi chạy của Intel nó thơm. Thật cổ. Tôi quay cũng cổ luôn. Máy game. Gracias. Hỏi nó đi. Hello. How much? 300. 300. Cái tô này 300 các bác. Tô cổ. Một đồng á. Để đồ chơi. Chơi cả kia. Để coi cảm nhận. How much? 15. 15 đồng. How about 10? Mất 2 cái thay. Mất 2 cái cục nhựa đi chè con mắt. Đầu làm nail đẹp quá. Xuyên gồng. Xuyên gồng các kiểu. Hay. À, thì cho em xin một like, một subscribe, một đăng ký các bạn. Các bạn chia sẻ giùm em nhiều càng tốt đó. Để em có động lực em làm những cái video tốt hơn cho các bác, giao lưu với các bác. Rồi cảm ơn các bác.
cái đĩa xưa này các bác. Cái này video đĩa xưa đầu tiên của video luôn. Cái đĩa này xưa lắm rồi. Đây là cái cá bông. How much? 5. Ok thôi. Đây là cái bông. Sí, sí. Thank you. $2. How much? You have cable? No, I have cable. You don't have how much? $10. $8. Okay. $8. Okay. Thank you. Oh, the trucks. What is this? Okay. Oh. You okay? Thank you. Thank you. Quá rẻ rồi các bác. Giá bò mà có 10 mà. Cực kỳ rẻ. Este metro. Hey, hay veces que no te duele ahorita allá en el bolsillo. Ahora sí como se duele. ¿Cuánto? Oh, ya estás hablando. ¿Cómo? 100. 100. No, por estas dos. Oh, ¿cuánto? ¿Cuál?
pesas? Las llantas, tiene kilo 15. Aldo, dame 5. Ya le tocaba, ¿verdad? Se van a ir bien rayados, ¿eh? 625. Mua được 3 món rồi. Cái tay lái này của xe nó bán có 2 đồng, còn cái này cục này máy cấp nguồn nó bán có 8 đồng rồi. Máy cấp nguồn xịn bán 8 đồng rồi. Cái đèn mương sông bán 5 đồng. Giờ chắc lên nha. Rồi tạm biệt các bác nha. Video của em đây là kết thúc nha. Nếu các bác thấy hay thì cho em một like, một subscribe, một chia sẻ nha. Chia sẻ càng nhiều người càng tốt các bác, để giao lưu với các bác. Em cảm ơn các bác nha. Các bác nhớ đón video tiếp theo.